dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến ngành du lịch Đà Nẵng mới tái khởi động đã gặp phải vô vàn những khó khăn thách thức. Tuy nhiên, xác định thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh nên các doanh nghiệp du lịch dịch vụ mở cửa đều chủ động trong việc thực hiện mục tiêu kép. Mới khởi động được gần 2 tháng, du lịch Đà Nẵng tiếp tục gồng gánh nhiều mối lo khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, xác định không thể cứ đóng cửa mãi và chấp nhận rủi ro để thích ứng với bối cảnh mới. Một bộ phận doanh nghiệp du lịch dịch vụ đã mở cửa để duy trì cơ sở vật chất, tạo việc làm cho người lao động và cùng thành phố từng bước khôi phục lại ngành du lịch. Đối với doanh nghiệp, thực sự là cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đã rất là cố gắng, nỗ lực đầu tư xây dựng cơ bản và đào tạo nhân lực để mà đón khách. Việc nhân lực ngành du lịch về cơ bản đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine cũng là một trong những điểm tựa để doanh nghiệp yên tâm hoạt động. Bên cạnh đó, hầu hết các doanh nghiệp mở cửa đều nắm vững và hoàn thiện quy trình về phòng chống dịch, nên cơ bản chủ động ứng phó trước diễn biến của dịch bệnh. Về công tác phòng chống dịch thì bên khách sạn luôn là áp dụng nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Đồng thời, khách sạn check-in tại khách sạn thì cực kỳ an tâm bởi vì là khách sạn luôn có khai báo y tế đầy đủ cũng như là kiểm tra nhiệt độ, thân nhiệt của khách hàng. Đến nay, Đà Nẵng đã có 23 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đủ điều kiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế, gồm 3 khu điểm tham quan du lịch, 10 cơ sở lưu trú, 1 cơ sở dịch vụ ăn uống và 9 đơn vị vận chuyển du lịch. Việc thí điểm đón khách quốc tế được xem là một động lực để từng bước phục hồi ngành du lịch địa phương trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh. Chúng tôi đã kêu gọi các doanh nghiệp du lịch đăng ký tham gia cái lộ trình phục hồi, tức là doanh nghiệp khi nào thì mở cửa trở lại, mở cửa thì mở những dịch vụ nào, nhân sự huy động quay lại như thế nào, sản phẩm chúng ta giới thiệu tới đâu. Thì như vậy hiện nay thì Bộ Du lịch thành phố đã hình thành được rất nhiều các combo sản phẩm như vậy cho cả thị trường du khách trong và ngoài nước. Thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Các ngành kinh tế, trong đó có du lịch, cũng đang nỗ lực để duy trì và khôi phục tăng trưởng trong bối cảnh thích ứng. Tuy nhiên, trước sự đe dọa của những biến chủng mới cũng như diễn biến phức tạp của dịch bệnh, mỗi một người dân cần nâng cao nhận thức về phòng chống dịch để Đà Nẵng thực sự là điểm đến an toàn. Có như vậy, ngành du lịch mới có nhiều cơ hội để phục hồi trong bối cảnh đầy khó khăn này.